đến lúc xem lại thích mà. Đây là mẹ đang ngồi khâu quần cho, giống như kiểu ngày xưa. Mẹ từng là thợ thêu nên khâu thêu rất là đẹp. Khâu đẹp như kiểu là dập máy. Vợ con là phủ du, thầy u là vĩnh cửu. Đây là phó thủ trưởng, ta cùng chuyển sang thủ trưởng xem thủ trưởng đang làm gì. Đồng chí thủ trưởng đang lọ mọ ngoài cầu ao. Đồng chí thủ trưởng đang giết gà cho cả nhà ăn. Con gà rất to, to như là đà điểu. Trước về bố giết, bố mang cho chặt cho hai cái đùi, mỗi cái đùi to như một con gà con, ăn mãi không hết. Hôm nay rất vui vì thủ trưởng quyết định là nghỉ một nửa buổi ở nhà chơi với lại thông tấn xã Veto. Tôi ao không rộng lắm nhưng nhìn rất gọn. Đây là ao nhà hàng xóm bên cạnh, kia là con chó, nó đang nhìn mà không biết tôi đang làm gì. Vừa nói xong thì nó ngoảnh mặt đi làm ngơ. Còn chưa kịp quay đi và không thèm quay lại cơ, bơ mình. Tiếp tục không biết thằng này nó đang làm gì. Ta đang quay đây. Dám mừng cắm xuống thì... dạ. Cá nó quẫy thì quay mới đẹp. Mẫu hậu đã khâu xong cho con kia quần. Con nhớ nha, mong con lấy vợ đi. Điều định rồi, những người hợp hợp tính này là có công bạn được làm, là cũng thành công lớn nhất. Vâng. Thông tấn xã Veto đưa tin thường trú tại nhà tôi. Xin kết thúc video ở đây. Để đi giúp bố mẹ.
Đây là cháu ngoại lớn Phạm Thùy Linh đang vặt lông với ông. Đang vặt lông gà với ông. Vinh ra đây Vinh. Ngày xưa thì bé tí tí ấy, giờ đã to to bằng ông rồi đây này. Mình sẽ chèm một cái ảnh ở đây. Ngày Linh còn bé tí. Giờ to bằng ông rồi, to hơn ông rồi chứ. Vâng. Chị đi làm. Cô Vinh. Đối tượng chuyên nghịch điện thoại của ông. Mặt đang rất là đơ. Đồng chí này đang rất là đơ. Hay là vì không cho nghịch điện thoại. Đang bị đau. Cái thằng đám ma nào ngồi bỏ trống cái gì?